Bộ Y tế vừa gửi các địa phương, các đơn vị trực thuộc Bộ và Y tế các bộ ngành về hướng dẫn quy trình làm sạch dữ liệu tiêm chủng vaccine COVID-19 và đề nghị phải hoàn thành trước ngày 1 tháng 6 năm 2022. Đồng thời, Bộ Y tế đề xuất Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn thực hiện nghiêm hướng dẫn của Bộ Y tế về ký xác nhận hộ chiếu vaccine theo các văn bản số 1908 trên CNTT-BIT và 1975 trên CNTT-BIT. Trên cơ sở thống nhất với Bộ Công an, Bộ Y tế cũng đã xây dựng quy trình làm sạch dữ liệu tiêm chủng COVID-19. Tổ công tác triển khai đề án 06 của các tỉnh, thành phố sẽ chịu trách nhiệm chỉ đạo việc triển khai làm sạch dữ liệu tiêm chủng vaccine COVID-19 dựa theo quy trình.